đúng không? Thì các bạn phải làm được cho thầy. Tức là một đề thầy chia tầm 10 đến 15 câu thôi, và thầy sẽ chữa những câu mà thầy thấy cần chữa, hoặc là những câu các bạn yêu cầu. Ok. Nhớ nhá. Mưa làm ở nhà mà cô cảm thấy cô làm mà chưa làm được ý, thì cứ nhắn tin bảo chữa, hoặc là thầy sẽ chữa những câu thầy cảm thấy là câu này là lỗi sai hay gặp và thầy cần chữa này, kiểu như thế. Còn về cơ bản là thầy, nhưng mà câu cơ bản quá thầy không chữa đấy, các bạn tự xem lại vở, vì vở viết của mình học quá kỹ rồi. Rồi câu đầu tiên này chữa này, từ 1 đến 30 chứ không vấn đề gì đúng không? 1 đến 30 chứ không vấn đề gì. Thầy chưa có 31 trước đi. Câu này thì lâu không làm sẽ bị quên thôi, chứ nó không khó. 31 ở nhà làm đáp án chưa, đáp án gì? Có ai làm ở nhà chưa? 31. Ok. Vẽ nhanh cái hình cho thầy. Dương AC à, các bạn khác là bao nhiêu? Đề này thì không có đáp án cho mình check đúng không? Đây là S, A, B, C, D. Rồi, thời gian trước là Lạng Sơn Linh ạ, về Lạng Sơn. Trước là Lạng Sơn. Mô hình nhá, góc giữa SC và đáy, à góc giữa SC và SAB, thì các bạn nhớ đây mô hình gì nhỉ? Đây là mô hình gì? Góc giữa cạnh bên và mặt đứng, còn nhớ không? Mặt đứng đấy, đầu tiên giao điểm là S này, giao điểm là S bằng SC giao với SAB, thì chữa lại cho những bạn là một quên được chưa. Một cạnh có hai đầu mút thì một đầu mút là dao rồi, thì đầu mút còn lại là từ điểm còn lại kẻ vuông góc với giao tuyến, tức là từ C kẻ vuông AB, mình có CB kẻ sẵn rồi, vuông mấy SAB. Vậy suy ra ngay là góc giữa SC và SAB, còn nhớ mô hình không? Quên thì mô hình tự xem lại nhá. Bằng góc giữa SC và SB và bằng BSC. Tính toán nhanh nhá, thằng này là một, thằng này là rồi, thằng này một, thằng này căn 3 này, thằng này là x đi đúng không? Góc mình góc này, à góc này là thằng này căn 3 này, góc này là 30 độ, vậy muốn tìm được SB nhớ là vuông dạy B nhá, tam giác này vuông dạy B, nhìn thấy không? Tam giác to vuông dạy B thì mình có ngay là tan của 30 độ bằng BC chia cho SB. Vậy mình có SB sẽ bằng BC chia tan 30 độ. Đúng không? Thay số vào sẽ bằng 3. SB bình thì bằng SA bình cộng AB bình. Vậy dễ dàng thay số vào sẽ là 9 bằng SA bình cộng 1 bình. Vậy SA bằng 2 căn 2. Vậy mình có diện tích sẽ bằng là AB nhân AD bằng căn 3. Vậy mình có V bao nhiêu? Nhân H nhân S là căn 3. Kết quả sẽ bằng là 2 căn 6 căn 3. Được nhỉ? Rồi, đáp số C. Câu này khá dễ. Nhớ cái mô hình nhá, mô hình các bạn nên có một quyển vở, hoặc các bạn hiểu vở hình cũng được tùy, nên có một quyển vở nhá, quyển vở làm đề riêng, giờ chỉ làm đề thôi thì nên có vở chuyên làm đề, tức là các bạn làm xong đề nào ấy các bạn kẹp trực tiếp vào cái quyển vở đấy cho thầy, kẹp vào cho thầy nhá, những con nào chữa thì các bạn ghi vào cho thầy. Ok, câu nào muốn ghi các bạn ghi vào, về cơ bản là chữa như thế này. Nó xem nhỉ? Đấy là có 31 nhá. Nhi ok không? Nhớ lại chưa?
Rồi. Một câu tiếp theo thì chưa. Nói chung những câu cơ bản thôi nhưng mà thì chưa một số câu vì lâu mà không đọc ấy, nên là mình bị quên, mình bị nhầm. Chưa 30 à? Ok. Nào, câu 33 trước nha. Các bạn cần chưa câu nào thì chat lên cho thầy biết nhé. Câu 30 đáp số gì? À, câu 33 đáp số gì nhỉ? Ok, ra đây. Câu này thì lãi like kép. Nhớ lãi like kép nhá. Thì TN đúng không? Sẽ bằng là A nhân với cả 1 cộng R phần trăm mũ N lãi like kép thôi. Áp dụng vào cho thầy. Tức là mình có là 100 này. 1 cộng 6 phần trăm mũ N phải lớn hơn 300. Đấy. Mấy bạn ra N bao nhiêu? N lớn bao nhiêu nhỉ? Lớn hơn là 18 hay bao nhiêu đấy đúng không? 18 phải bao nhiêu đấy? Nhớ là số 5 vậy phải làm tròn lên 19, bao giờ cũng vậy. Dù là 18,01 thì mình vẫn phải làm tròn lên 19. Hiểu chưa? Rồi, ở đây Trang yêu cầu trước câu 30. Yêu cầu trước câu 30. Câu 30. 30 các bạn ra đáp số gì? Ok, đáp án A đúng không? Nhớ thầy R cầu sẽ bằng là gì nhỉ? 1 phần 2 đường chéo. 1 phần 2 đường chéo, còn nhớ không? Sẽ bằng là 1 phần 2 này, nhưng mà căn 3. Sẽ bằng căn 3 trên 2. Trang nhớ lại nhé, tính chất R cầu ngoại tiếp của khối lập phương mà. R cầu sẽ 1 phần 2 đường chéo, vậy mình có V cầu. 4 phần 3, BR mũ 3, đúng không? Sẽ bằng là 4 phần 3. Được chưa nhỉ? Đáp số bao nhiêu nhỉ? À, 44 là hết. 44 là hết này. Đó xem nào. Nó sẽ bằng 33 là hết này. Sẽ bằng 3. 2 căn 3. Bi phần. 2 căn 2. Phần căn 2. Đúng không? Vậy mình có V cầu, V, V lăng trụ, à, V lập phương. V lập phương sẽ bằng là 1 mũ A đúng không? Thế gọi giả sử cạnh lập phương nhé. Giả sử cạnh bằng mấy? Cạnh 1 đi cho dễ gọi. Được chưa? Bằng 1. Vậy mình có ngay V cầu trên cho V lập phương sẽ bằng là 2 căn 3. Thế thì đúng không nhỉ? Cái R này thì đúng không? Thầy nhầm bằng mồm đấy. Không biết đúng không nhỉ? 3, 3 là hết Ba này. trên hai chưa? Căn 3 trên 2 á. Sao lại căn 3 trên 2? Sao lại căn 3 trên 2 nhỉ? Ok. Hai mũ ba Ừ. Rồi. Rồi, ok. Trang cáo ok chưa? Nhớ cái R cầu của lập phương á, hay ngược chữ nhật ấy, thì R cầu sẽ là một nửa đường chéo. Đường chéo lập phương chăng nhớ không? Đường chéo lập phương ấy, đường chéo lập phương sẽ bằng là A căn 3. Nhớ không nhỉ? Đường chéo lập phương là A căn 3. Chưa? Đường chéo lập phương sẽ là A căn 3. Cạnh là A thì đường chéo lập phương là A căn 3. Đấy. Ok chưa Trang? Nói chung là từ 1 đến 35 thì các bạn hạn chế làm sai nhé. Thì nó là hạn chế. Câu nào nữa nhỉ? Câu nào nữa bạn là chưa làm được câu nào nữa? Thế trước có 38. Câu 38 nhiều bạn quên rồi.
Câu 38 là liên quan đến lăng trụ, đúng không? Lăng trụ. Nhớ lại một tí lăng trụ nha. Các bạn giờ phải chủ động thôi, thầy không thể nhắc lại hết được. Mình không thể nhắc lại từ đầu như ngày xưa được, như cái lúc mới học được thì nhắc thế rất là mất thời gian. Các bạn phải chủ động cho thầy là à phần này mình quên rồi thì mở quyển vở ra xem mình học được phần nào rồi, hoặc là lên mạng tìm video thể tích lăng trụ, gõ ra gõ vào kênh của thầy ấy, là ra một video thể tích lăng trụ. Các bạn muốn tìm video nào thì vào kênh của thầy ấy, có chỗ phần tìm kiếm video đấy, các bạn chat vào đấy chứ đừng kéo nhé. Mỗi tên bài học thì đều có tên đầy đủ đấy, để cho mình kéo lại cho nhớ, hiểu chưa? Đây là C A B, C phải A phải B phải. À nó hỏi là gì nhỉ? Biết diện tích mặt này bằng 15 này. Câu 38 ở nhà đã làm gì? Mấy đứa làm đã làm gì? 38. Ok, các bạn ra B, Thủy ra C. Lệch lệch tông rồi nhỉ. Nhớ nhá, người ta hỏi V. V đúng không? Bây giờ nó cho khoảng cách từ C đến mặt này. Đến mặt A, B, B phải A phẩy. Nó cho diện tích mặt này. Vậy mình phải tính được ngay là gì? Mình sẽ tính được ngay. Mình có V của đỉnh là C, đấy là A, B, B phẩy A phẩy bằng 1 phần 3 lần khoảng cách từ C đến A, B, B phẩy A phẩy nhân diện tích của A, B, B phẩy A phẩy. Đúng không? Khoảng cách nó là mấy? Nó là 6, nhân diện tích là 15, kết quả bằng 30. Nhưng mà nhớ thầy nhá, V của C ấy, nhớ thầy A, B còn nhớ không? V này bằng V mấy nhỉ? V này bằng V5. Nhớ V5 không? Tức là V tạo bởi 5 đến bất kỳ, V5 sẽ bằng là V to, 2 phần 3 V to. Nhớ cái này nhá. V5 bằng 2 phần 3 V to. Nhớ một chút cho thầy công thức này. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 30. Vậy dễ dàng thì được V to bằng 45. Đáp số B. Và nó chưa được thì chắc là như thế. Ghi rõ vở ra, chữa đề Lạng Sơn, câu bao nhiêu thầy chữa, ghi rõ cho thầy. Về xem lại còn nhớ. V to thì bằng, à V5 thì bằng 2 phần 3 V to nhé. Còn V4 là 1 phần 3. Quên. Thì xem lại thể tích lăng trụ cho thầy. Thầy ơi thầy, Ừ. em không À. đạt cách đúng thầy. Giờ chưa nghe rõ. Nói lại xem nào. Ngọc cần Ngọc săn mic Ngọc lên nói kiểu gì này. Nói lại xem nào. Em không giải như thầy đâu ạ. Ừ, Ngọc giải kiểu gì? Trời đâu ạ. Tại vì có V, V lăng trụ ạ, sẽ bằng thầy chờ Đây. em một chút. Cứ nói đi. Bằng SH ạ, Ừ. mà có H này sẽ bằng em gọi là A phẩy thì sẽ là diện tích chia cho A phẩy B phẩy ạ, thì đấy là H. H sẽ Xong rồi bằng có V trên diện diện tích. Ừ, ý là quay đỉnh là C đấy là A phải B phải C phải cái gì? giải theo cái đỉnh này đâu, có diện tích AB B phẩy A phẩy Ừ. bằng 6 thì em chia Bằng ra 15 bằng chiều 15. cao. Xong Ừ. rồi có cái diện tích đáy sẽ bằng 1 phần 2 khoảng cách từ C phẩy xuống AB ạ, thì bằng 6. Xong rồi em có cái diện tích đáy này là 1 phần 2 đường cao nhân cạnh đáy ạ, thì vẫn ra Ừ. 45. Tức là ý Ngọc là Ngọc tính cái này cái diện tích của tam giác là A, B, B phẩy hả?
Diện tích đáy là CAB, nếu mà em đặt là CAB ở dưới. Ừ, đáy là ABC rồi. Thì bằng 1/2 của khoảng cách từ C xuống AB thì bằng 6. Ê, 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 Ngọc, Ngọc lại sai rồi nhá. Ngọc này là Ngọc là hơi láo đấy. Biết láo ở chỗ nào không? Chắc gì cái khoảng cách từ C nó đã vuông vào AB. Ngọc đấy, Ngọc mặc định là chiều cao của Ngọc này. Nghe cái lỗi sai Ngọc nhá. Ngọc đang mặc định là cái này. Tức là Ngọc hạ CH vuông góc với AB đúng không? Đúng không Ngọc? Vâng. Thì Ngọc bảo đây là khoảng cách đúng không? Dạ vâng. Ừ, sai nhá. Đây là cho lăng trụ bất kỳ chứ không phải lăng trụ đứng. Ngọc hiểu không nhỉ? Vâng. Thì hiểu như thế chưa? Nên là bài này ăn may mắn là Ngọc đúng chữ cách của Ngọc là nó chưa chuẩn về mặt tổng quát. Ngọc hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Đó. Bài này mình không biết là diện tích của AB ABC là bao nhiêu đâu, trừ khi Ngọc cho kiểu đặc biệt hóa như Ngọc thì ok. Rồi mình sẽ làm ngay kiểu này là chuẩn tổng quát nhất rồi. Ok chưa? Các bạn, cách làm của mình nghĩ có chỗ nào mà các bạn thấy nhiều lúc mình làm sai kết quả vẫn đúng thì cứ trao đổi với thầy nha, thầy sẽ sửa sai như Ngọc vừa rồi ấy, không sao cả. Mình đang làm đề ở nhà thì được phép sai, như đi thi thì không được phép sai đâu. Tuấn Anh con này ok không Tuấn Anh? Em ổn ạ. Anh Thảo, con này hiểu chứ? Trần Phương ok không? Cái phần này thì thể tích lăng trụ các bạn về search video lại là thể tích lăng trụ, thầy dạy một đống bài của này nhá. Nên là thầy không cho bài tương tự nữa. Chỉ những cái nào thầy chưa dạy thì thầy cho bạn bài tương tự thôi, còn các bạn giờ phải chủ động lên, không được phụ thuộc vào thầy quá, thầy dạy hết rồi. Trừ khi dạng nào toán là mới thầy sẽ cố gắng cho bài tương tự để mình làm. Còn đa số bây giờ các bạn phải tự tìm tòi. Được chưa nhỉ? Sang tiếp theo, câu 39 thì không phải vấn đề gì nữa rồi. Câu 40 cũng vậy. Đúng không? Xoay hình nó thôi. Câu 34 á, câu 34 trang cá mắc chỗ nào nhỉ? Thì chưa hiểu mắc chỗ nào đâu. Câu 34. Trang mày có mic mày nói đi. Cứ chat này mất thời gian lắm. Câu 34 trang vướng ở chỗ nào? Thì chưa hiểu trang vướng ở chỗ nào. Ôi giời ơi, mày không nhớ cách làm á? Nhớ, ở đây mình có hai cách đúng không? Mình có hai cách. Thì bạn nhớ cho thầy này. Là tích phân từ 0 đến len 3 của cái FXDX ấy. Nó sẽ bằng là F của lớn của B trên 3, len 3, chứ F lớn 0. Nhớ chưa? Vậy mình có F lớn của len 3 bằng gì? Sẽ bằng tích phân cộng với F0. Đáp số gì mày đứa nhỉ? Các bạn làm ở nhà cho thấy đáp số phát, đáp số gì đây? Đây. Trang khảo ok chưa? Wow, mic thầy bé á. Các bạn nghe rõ không? Sao mic thầy vẫn nói như vậy hôm mà bé sao được? Mấy đứa nghe rõ không hay là vẫn vẫn bị bé như có to như mọi hôm không? Rồi, trang cáo ok chưa? Phương mày đeo tai nghe ở Phương ạ, à? Chứ mày mở loa ngoài thì nó âm nó bị vọng ra ấy, nghe nó khó hơn. 34 là vậy nhá, quên thì ok. Lát thầy sẽ gửi cho các bạn tầm 3 đến 4 đề cơ bản để các bạn nhớ lại kiến thức cơ bản nhé. Tự mở một xem lại. Thầy sẽ chữa qua một cái đề đấy. Rồi, câu cần chữa tiếp theo là câu 41. Mấy câu cuối là cần chữa hết này. Mấy câu cuối là câu cần chữa hết này. Câu 41.
À, câu này thì làm cái gì? Bây giờ nhá. Bây giờ thầy đang ví dụ ở đây cho bạn, để thầy sẽ lấy một ví dụ cụ thể nhá để sang bài toán này cho bạn hiểu nhá. Bây giờ ví dụ cụ thể này. Thầy cho điểm A, thầy đang giả sử thôi nhá, ví dụ cụ thể thôi. 2 3 điểm y của thầy là -1 1. Rồi. B đối xứng với A qua y thì đố các bạn biết B tọa độ bao nhiêu? Chắc thầy biết nào. Làm thầy bài toán phụ này chưa? Câu này thì nghĩ chắc chắn chưa em được đâu. Một bài toán nhỏ. B tọa độ bao nhiêu? Chắc thầy biết. Nào xem là B bao nhiêu? B trừ 4 trừ 1. Mình tìm kiểu gì vẽ cái hình ra? Đây, hình vẽ của thầy đây. Đây là A này. Đây là Y này. B đối xứng với A qua Y đúng không? Thì B phải ở đây không? Tức là Y là trung điểm của AB chưa? Thì mình có B. Thì mình sẽ có là gì nhỉ? Mình sẽ có là gì đây? Y bằng A cộng B chia đôi không? Vậy B phải bằng là gì nhỉ? 2Y trừ A chưa? Thay vào nó sẽ là trừ 4 trừ 1. Các bạn hiểu đối xứng qua một điểm chưa? Vậy bây tổng quát nhé. Tổng quát này. Các bạn ghi cho tổng quát. Tổng quát. Để cho hàm số y bằng fx. Đồ thị là C1. Y bằng gx. Đồ thị là C2. Đối xứng. Đối xứng. Đối xứng qua y. Thì nghe nhá, nghe này, nếu điểm M có tọa độ là XM, IM thuộc C1 thì suy ra ngay điểm N đối xứng với M qua Y thì điểm N, gọi điểm N nhá, gọi N đối xứng với M qua Y thì N tổng quát nó phải có tọa độ là gì? 2 lần XY trừ XM. Đấy, bài giống bài ở trên này. 2 lần Y trừ IM. Cái này nó phải thuộc C2. Nhớ thầy cái tổng quát này nha. Đóng khung cho thầy cái định lý này vào. Nếu M bất kỳ thuộc C1, thầy gọi N đối xứng với M qua Y thì N, công thức tính ra như thế này, nó tương tự cái này này, thì điểm này nó buộc phải thuộc C2 thì mới gọi là đối xứng nhau qua y. Ok chưa? Các bạn chép thầy lý thuyết vào đó. Bây giờ nhá, xong lý thuyết chưa, chắc thì ok, xong chưa để thầy giảng tiếp. Xong chưa mấy đứa? Ok, nào. Bây giờ nhá, nghe, áp dụng vào bài này, áp dụng vào bài nhá. Nếu đây này, người ta hỏi là tính f cái này bằng bao nhiêu đúng không? Nếu thầy đặt cái này là t đi, đặt cái bên trong là t nhá, và bên trong là t, thì thầy giả sử điểm m tọa độ t và ft thuộc cái đồ thị y bằng fx được chưa? Chấm gọi n đối xứng với M qua Y thì theo mấy đứa N tọa độ bao nhiêu? Phát biểu cho thầy đi.
N tọa độ bao nhiêu? N tọa độ bao nhiêu mấy đứa nha? Hoành là 2 trừ T. Vậy này công thức này này. 2xy trừ xm và tung là 2 trừ ft. Chuẩn chưa? À, đồ thị này, cái này phải thuộc đồ thị y bằng a mũ x. Chuẩn không? Đối xứng nhau qua y mà. Ok. Bây giờ nhá, điểm thuộc đồ thị khi nào? À, khi và chỉ khi là gì? Muốn thằng này thuộc y bằng a mũ x thì tức là mình phải có là gì nhỉ? Nhớ là một chút nhé, nhớ là một chút ngày xưa này. X không y không thuộc y bằng fx khi nào? Khi fx không phải bằng y không không? Nhớ cái này không? Tức là mình sẽ có là a mũ 2 trừ t, a mũ 2 trừ t phải bằng 2 trừ ft. Công nhận với thầy không? Công nhận không? Đây này, điểm này thuộc y bằng a mũ x thì tức là f tại đấy phải bằng 2 trừ t mà. À bây giờ nhé, là chia ft. Bây giờ này, đặt t là cái này. Vậy 2 chữ t sẽ là gì? 2 chữ t sẽ là a mũ gì đây? A mũ trừ log a của 1 phần 2022. Chuẩn chưa? Bằng 2 chữ ft. Nhớ lại công thức ngày xưa. A mũ log bc thì bằng c mũ log ba. Đấy, vậy tương đương ngay gì? Cái này các bạn tính toán cho thầy sẽ bằng là 1 phần 2022 mũ trừ log AA. Ok không? Bằng 2 chữ FT chưa? Log AA là 1, vậy cái này sẽ là 2022 bằng 2 chữ FT. Nhớ log AA là 1 nhé, tức là 1 phần 2022 mũ trừ 1, vậy mình có FT bao nhiêu? FT bằng trừ 2020. Vậy đáp số đây. Đáp số đây. Ok. Thế để lại 2 phút cho bạn xem. Chắc là chưa hiểu thì hỏi thầy. 2 phút. Ngắm cho thầy đi. Thầy ơi. Ừ. Cái chỗ M là thầy đặt nó như thế không? Ở đây, người ta bảo tính cái cụm bên trong mà. Thì thầy đặt bên trong là T đi, cho nó dễ nhìn, cho nó gọn. Cái chỗ M cơ, cái đây. M, vâng, đây cái bên đặt, trong nó là... Đặt T cái bên trong này. Đây là ST mà, nếu ta là coi bên trong thì đây chỉ ST đúng không? Cho nó gọn. Quỳnh hiểu với thầy không đấy? Chứ thầy gọi M cho nó là T và ST, với T là cái này. Vâng. Có hiểu đấy. Thuộc đồ thị y bằng fx. Chuẩn rồi. Hoành là t thì tung phải là ft chứ còn gì nữa, vì nó thuộc y bằng fx mà. Vâng. Hiểu chưa? Hiểu ý chưa? Vâng. Ok. Cứ xem đi nhá, có câu hỏi thì hỏi. Nào, còn câu hỏi gì không? Ngắm thật kỹ đi, xem là về mặt lý thuyết mình có mắc chỗ nào không. Phương A3 ok chứ? Thế thôi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thanh Huyền ok không? Thịnh.
Nào, thế câu này nhá, tương tự nào. Bài tương tự. Bài toán tương tự. Thầy cho y bằng fx và y bằng e mũ x đối xứng qua điểm y 41. Tính cho thầy. F của 4 trừ đi len của 2022. F của 4 cộng 2022 bằng bao nhiêu? À, trừ nhé, trừ đi, sao sẽ đẹp. Tính từ ra sẽ nào, tương tự thôi. Cho cái quả lên ra bao nhiêu? Tương tự nha mày đấy nhá. Nó sẽ ra bao nhiêu? Số đẹp đấy Dương ạ. Dương số hơi xấu. À, mũ 4 ok đúng không? Vẫn gọi thôi, đặt bên trong là T cho thầy. Đúng không? Thì mình có là M tọa độ T và ST. Nó thuộc cái Y bằng FX chưa? Vậy gọi N đối xứng với M qua Y thì N tọa độ bao nhiêu? 2XY, tức là mình có là 8 trừ T chấm phẩy tiếp tục là gì, là 2 trừ ft, cái là phải thuộc cái y bằng e mũ x đúng không, dễ thôi, tương đương ngay là mình có là e mũ 8 trừ t thì bằng gì, bằng 2 trừ ft thôi đúng chưa, hay tương đương ngay gì, e mũ 8 trừ t, 8 trừ t tức là e mũ 4 cộng len của 2022 bằng 2 trừ ft. Tính toán được ngay cái vế phải sẽ là e mũ 4 này nhân với 2022 này bằng 2 trừ ft. Vậy ft bằng bao nhiêu? 2 trừ e mũ 4 2022. Ok, bài toán đối xứng. Đi thi gặp bài này thì đừng có bỏ nhá, có lỗi lắm đấy. Chúng mày bỏ bài này rất là có lỗi với thầy đấy. Được chưa? Đấy. Một bài tương tự cho mình quen tay thôi.
Câu tiếp theo còn chưa? Nghi ở đây không nghi? Quỳnh hiểu hơn chưa? Đấy. Câu tiếp theo thì chưa là câu 42. Câu 42 có ai làm ở nhà này chưa? 42. Có bạn làm ở nhà 42 không nhỉ? Người ta hỏi đồng biến, tức là y phẩy phải dương, đúng không? Đồng biến y phẩy phải dương. Nghe nhá, làm như bình thường thôi, quy trình làm vẫn vậy, tức là tìm nghiệm của đạo hàm. Ok, nào bây giờ nhìn thầy này. Quan sát nhé. Bây giờ mình có này. Nào. Tìm các lệch của chị trước. Y phẩy bằng bao nhiêu? Một bạn đọc thấy y phẩy nào. Xem y phẩy là bao nhiêu. Khánh Linh nào. Khánh Linh phẩy cho thầy này. Y phẩy của mình là bao nhiêu? Khánh Linh. Ủa, con bé đâu rồi? Bài này y phải là bao nhiêu nhỉ? Đọc cái giải pháp nào. Phương à? Trần Phương đọc cái giải y phải là bao nhiêu? 3 nhân 10 f là mũ 2x nhân 10 f phải x Đúng rồi, 3 f phẩy x nhân f mũ 2 x. 16 nhân f 16 nhân f x phải x. Rồi, ok, tốt. Đúng rồi. Hiểu vì sao không? Đây này. U mũ n phẩy, các bạn nhớ cho thầy, bằng u bằng n nên u phẩy u mũ n trừ 1. Ở đây u là bao nhiêu? U là fx. À, cái này bằng không nhá, bằng không. Tương đương gì? Tương đương ngay là 3 f phẩy x bằng không. Và f bình x trừ fx trừ 2 fx bằng không, chuẩn chưa? Hay tương đương ngay cho thầy là gì? Nhớ nhá, f phẩy bằng không thì nhả cho thầy nhiệm là bao nhiêu? Nhả cho thầy nhiệm là bao nhiêu nhỉ? Đây không, đây nhả cho thầy nhiệm là 1 2 3 4. Còn thằng này nó tương đương ngay là fx bằng không và fx bằng 2. À, fx bằng không đâu, đây bằng không đây thì cho mình mấy nghiệm vẽ cho thầy đường thẳng bằng không ra. Rõ ràng cắt tại 2 điểm, một điểm ở đây, một điểm ở đây, gióng lên cho thầy nhá, gióng đối xứng lên thôi. Điểm này nó nhỏ hơn trừ một chưa? Nhỏ hơn trừ một mình chọn đi, chọn là trừ 2 đi, không sao cả. Tức là x bằng trừ 2 và x bằng mấy, điểm này gióng lên là x bằng 4, nhưng mà nghiệm 4 này loại. Vì sao loại mấy đứa nha? Vì sao nhận 4 này phải bảo loại? Vì sao? Có ai biết là số 4 vì sao loại không? Không phải có ở trên rồi, không phải trùng. Đúng rồi, vì nó tiếp xúc. Vì sao? Tiếp xúc, tức là này, nhớ thầy, tiếp xúc nhé, tức là gì? Tức là vì sao? Vì bội chẵn. Nhớ nhá, mình chỉ lấy nhân bội lẻ thôi. Tiếp tục, fx bằng 2, x bao nhiêu? F bằng 2 đâu, 2 ở đây, 2 đây. Cắt tại mấy điểm? Mấy điểm đây? Ok, cắt tại mấy điểm nhỉ? 1, 2, 3, 5, đánh rơi cái nào? Số 4, ok.
1, 2, 3, 4. À, nghiệm này nhỏ hơn 1, mình chọn là 0 nhá. Các bạn hiểu không? Nghiệm này ở giữa 1 và 2, chọn là 1,5 đi. Cho tròn. Thằng này là 3. Thằng này lớn hơn 4, mình chọn là số 5 đi. Không sao cả. Thì tức là x bằng bao nhiêu? X bằng 0, 1,5, 5 và số 3. Nhận 3 loại vì sao? Vì cũng là bội, vì là bội chẵn. Tiếp xúc đúng không? À vậy chốt hạ lại. Nghe này, bội lẻ ghép với bội chẵn thì chung quy lại vẫn là bội lẻ đúng không? Vậy chắc là mình có những cái nghiệm gì? Vậy mình có bảng biến thiên như sau. Bảng biến thiên x và y phẩy. Người ta chỉ hỏi là đồng biến khi nào thôi, mình chỉ cần hai dòng là đủ rồi. Không cần hơn. Chỉ cần hai dòng thôi. Nào nghiệm nhá. Từ bé đến lớn. Đây là trừ 2 này. Đây là 0 này. Đây là 1 này. Đây là 1,5 này. Đây là 2 này. Đây là 3 này. Đây là 4 này. Đây là 5 này. 0, 0, 0. Ok. Nào quan trọng của thầy là gì? Mình xét dấu như thế nào? Mình thử khoảng thôi nhỉ? Thử khoảng. Các bạn thử khoảng nào cũng được. Thầy thử khoảng 23 nhé. Khoảng 23 nó chứa số 2,5 không? Thầy thử vào đây. Thì mình có là y phẩy của 2,5 nó bằng gì? Bằng 3 lần f phẩy của 2,5 này. Nhân với gì nhỉ? Nhóm f phải ra ngoài mà trong còn là f phẩy của 2,5 mình. Trừ f của 2, trừ 2 lần f của 2,5. Nhớ nhá. Nào bây giờ quan tâm cho thầy. F phẩy của 2,5 đây. F phẩy của 2,5 đây. Đây là 2,5. Thì f phẩy của 2,5 mang dấu âm hay dương? F phẩy của 2,5 âm hay dương? F phẩy âm hay dương? Đúng rồi, thằng này dương. Vì sao gióng xuống thế này? 2,5 ở đây gióng xuống F phẩy dương chưa? Đây, gióng xuống đây. À, bên trong này âm hay dương hả mày nhớ? Bên trong này âm hay dương? Bên trong này âm hay dương? Đố mày đã biết âm hay dương? Bên trong là âm hay dương nhỉ? Rồi bây giờ nhá, các bạn mà không biết chỗ nào các bạn thử cho đáp số thôi. Gióng xuống, nó là giá trị ở đây không? Giá trị ở đây là ở giữa 1 và 2 chưa? Nó đang ở giữa 1 và 2, mình chọn là 1,5 đi. Không sao cả. Chọn số nào cũng được, miễn là giữa 1 và 2. Thì 1,5 nó sẽ là gì? 1,5 bình trừ đi 2 nhân 1,5. À, số âm. Vậy âm nhân dương, vậy chốt lại cho thầy là thằng này ra âm, vậy đang dấu thôi, dương âm dương, dương âm dương, âm dương. Vậy hỏi đồng biến, đồng biến trên đâu? Trên 3, 4, 5 bằng c ngay y phẩy dương thuộc 3, 4. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, ok, tiếp theo không, để cho 2 phút xem lại nhé. Không phải loại vì thế Linh ạ. À. Linh nhìn cho thầy này. Thằng này loại vì sao? Vì nó là nghiệm tiếp xúc. Mình đang giải y phẩy mà. Y phẩy mà. Tức là nghiệm y phẩy bằng bao nhiêu ấy. Thì cái đấy tiếp xúc mình bỏ thôi. Linh nhớ cái ý không? Còn nếu mà người ta giải hàm số y ý, giải phương trình fx bằng 0 thì tiếp xúc kệ nó. Nhưng mà mình đang giải y phẩy Linh ạ. À. Tiếp xúc tức là bộ chẵn mà. Mình bỏ bộ chẵn đi. Linh hiểu chưa?
Đoạn xét dấu thì thử khoảng. Thầy biết là trang mày chia ở chỗ nào ấy. Chứ để giảng lại thì mày phải chia ở chỗ nào thì mới giảng được. Mở cái mic lên, nói cho nó dễ hiểu. Chat mất thời gian lắm. Trang cá chia ở chỗ nào? Đây, F,2,5, 2,5 đây này Trang. Là điểm ở đây đúng không? Thì F phẩy đang là dấu gì đây Dương, Trang? F phẩy đang là dấu dương này. Đấy, thì F phẩy 2,5 dương thôi. Trang hiểu chưa? Ok chứ? Tôi cho 2 phút bạn xem lại nha. Câu này là cũng là câu dài, nó không khó lắm nhưng nó dài. Mở mở xem lại. Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp, hàm ẩn đấy. Sao lại như này? Để cho 2 phút xem lại nha. Chỗ nào chưa hiểu cứ hỏi thôi. Nam có câu hỏi gì không? Điệp, nghe hiểu chứ? Nắm đủ chưa? Quỳnh ok không Quỳnh? Thu Thảo ok chứ? Rồi, thế thì sang câu này. Câu 43 thì nghĩ câu này dễ, đúng không? Thì thầy vẫn chưa cho nhớ lại thôi. Câu này đáp số gì nhỉ? Cho thầy biết. Câu này dễ quá rồi đúng không? Câu này thì cho điểm rồi. Đấy, những cái câu trên 8 điểm nó chỉ thế này thôi. Dễ mà. 43 là số B hay D? B. D đúng không? Vì sao? Trụ. Thằng trụ. Mình có H là 40. Chu vi đấy là 20 đúng không? Chu vi đấy là mình có C bằng 2πr bằng 20. 20. Vậy mình có R bằng 10 trên bi. Vậy mình có V trụ HS sẽ bằng 40 nhân bi nhân R bình. Kết quả sẽ bằng là 4000 trên bi. Đúng không nhỉ? 4000 trên bi. Đúng rồi. Tiếp tục cái nón thì mình có H là 10, R là 10 trên bi. Vậy mình có ngay V nón 1/3 HS, 1/3 nhân 10 đúng không, nhân bi nhân R bình. Kết quả bằng 1000 bi phần 3. Vậy mình có ngay V bằng V trụ bằng V nón, thay số vào bằng 13000 bi phần 3. Đáp số đây. Câu này không vấn đề gì, chuẩn lên nha. Quá trình trước đây là mệt đấy, trước đây không 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 dễ dàng tí nào đâu, trừ đề là nó nhẹ quá. Các câu hỏi này các bạn phải quên đâu nhắc đấy nhá. Quên đâu nhớ lại cái đấy. Câu 44 à? Ở nhà làm chưa? Dạo này quen thuộc rồi. 44, đáp số. Có ai có thể ở nhà chưa?
Linh ra C này các bạn khác. Ok, có phải nhớ dạng đấy. Ok thì chưa nhá. Câu này á là mình phải làm gì? À, đưa về dạng gì nhỉ? Đưa về dạng gì đây? Còn nhớ không? HF nhân F phẩy bằng cái GX. Đấy. Tức là một bên chỉ có F nhân F phẩy, một bên chỉ có X. Ok, thì cái giả thiết nhá. Cái giả thiết nó tương đương gì nhỉ? Tương đương là F phẩy trên F thì bằng 1 trên căn của 3x cộng 1. Nghe này bình thường nhé, các bạn làm ở nhà. Các bạn làm ở nhà các bạn sẽ làm như sau đúng không? Là các bạn tìm Fx với các bạn tìm C đúng không? Nhưng mà cách đấy dài, cách đấy dài lắm. Thì mình sẽ làm như sau này. Suy ra ngay, người ta cho F1, người ta hỏi F5, vậy lấy tích phân từ 1 đến 5 hay về lên. Bằng tích phân từ 1 đến 5 của 1 trên căn. Đúng không nhỉ? Bằng bao nhiêu? À, bấm máy tính thành bằng bao nhiêu nhỉ? Tích phân này bằng bao nhiêu? Tích phân bằng bao nhiêu đây? Bấm máy tính nào. Cách này nhanh hơn. Ủa cái gì? Tích phân là từ 1 đến 5 của gì đây nhỉ? Của 1 chia cho căn của 3x cộng 1. Bằng 4/3. Thằng này tương đương gì mấy đứa nhỉ? Thằng này tương đương gì? Tương đương ngay là gì? À, tích phân từ 1 đến 5 của DF trên MX, còn nhớ không? Bằng 4/3. Hay tương đương là len, len của FX cận từ 1 đến 5 bằng 4/3. Tương đương là len của F5 trừ len của F1 4/3. F1 bằng E rồi, tức là mình sẽ có ngay là len của F5 này. F1 tức là len E bằng 4/3. Vậy mình có ngay là len của F5 dễ dàng bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy làm chậm các bạn hiểu đấy nhá. Bằng 7/3. Tức là mình có F5 tức bằng E mũ 7/3. E mũ 7/3. Hiểu chưa? Đấy, đây là số C. Ok. Thầy viết thì dài thôi, nhưng mà khi mình thi á thì mình sẽ vừa làm vừa nhẩm. Thầy đang viết lại cho các nhóm bạn nào mà chưa nhớ thì nhớ lại cho thầy thôi. Thầy cho 1 đến 2 phút các bạn chép và xem lại đi. Bước nào chưa hiểu cứ hỏi. Bài tập tương tự nó là tích phân hàm ẩn. Các bạn xem lại cho thầy tích phân hàm ẩn, thầy dạy rất nhiều dạng này rồi. Tích phân hàm ẩn. Nhầm nhé, nhớ lại chưa?
Ok chứ? Có thắc mắc gì không? Quỳnh ok không Quỳnh? À, con này Quỳnh làm được gì? Thì Trang ok không? Phương Linh ok chứ? Rồi bây giờ mình sang câu tiếp theo. Câu hình thì chữa sau nhé, hình thì chữa sau. Để chữa những con số trước cho bạn. Làm cho nhanh đã, hình thì chữa sau nhé. Hình chữa cuối vì bạn này số nhiều hơn. Nào thấy câu 46 đó thầy. Đáp số gì? Một câu dễ. Câu này tầm 7 đến 8 điểm thôi, rất là dễ thôi. Ở nhà làm thôi, đáp số gì nhỉ? Dáng điệu bậc 3, bậc 3 nhìn vào cái A trước. Còn nhớ không? Đi xuống trước đúng không nhỉ? Vậy A âm. Vậy loại cái gì? Loại thằng này đây, vì A dương. X bằng 0, Y bằng D. Đây, X bằng 0 bằng D đây. Đây là D đây. D dương. Trả lại cái gì cả. Bây giờ mình xem là mình có Y phẩy là bao nhiêu nhỉ? Y phẩy sẽ là 3ax bình cộng nhớ không? Cộng bx cộng 2bx cộng c bằng 0 có hai nhiệm. Thì mình có x1 cộng x2 sẽ bằng gì nhỉ? Trừ 2b trên 3a. Đây là x1 đây này. x2 này. À, rõ ràng tổng này là dương chưa? Tổng này dương. Vì hai thằng x mỗi 2 giờ hơn 0 mà. Thế là mình có b trên a âm. A âm. Vậy B phải dương. B dương loại cái B. Còn A với cả C. X1, X2 thì bằng là C trên 3A. Mang dấu dương vì hai nhiệm dương đúng không? Mà A âm rồi. Vậy C âm. C âm. Đây dương C âm. Đây. Thế câu này thì không vấn đề gì rồi. Vì dạy quá kỹ rồi. Đúng không? Thầy chưa thấy câu dễ trước nhờ. Câu khó thì chưa sau. Câu 50 này, câu dễ này. Câu này đáp số gì? Nhà làm rồi thầy, coi đáp số gì nhỉ? Bài có nghịch biến trong khoảng làm rất nhiều lần rồi. Sao thầy biết đáp số gì đây? Lên ra đây à? Nào, muốn nghịch biến nhá, nghịch biến thì y phải bé bằng 0 đấy. Đúng chưa? Thế bây giờ mình có nhá. Mình có y phải bằng bao nhiêu? Y phải sẽ là trừ 3x bình cộng 6x cộng 3m. Nó phải lớn hơn bằng nhỏ bằng 0. Với mọi x thuộc 0 đến dương vô cùng. Chuẩn chưa? Hai tiêu đương ngay mình có là m phải nhỏ hơn bằng gì? X bình trừ 2x với x đi. Với mọi x đúng không? M nhỏ bằng gx. Vậy tức là m như thế nào? M phải nhỏ bằng min trên đoạn từ 0 đến 0 vô cùng. Min các bạn tự làm được. Min bằng trừ 1. Vậy suy ra ngay m nhỏ bằng trừ 1. Đáp số là D. Việc tìm min hàm số này thầy không chữa nữa, các bạn tự làm. Ok, đây là hết cái câu dễ các bạn làm được rồi.
Đây này, để chính xác ra thì nó là chỉ chữ là 7 tô thôi. Đây là này khá nhỉ. Để chuẩn ra thì chữ 7 tô rồi. Ok. Bạn nào chưa làm được chắc là cho thầy đi. Thầy chưa làm kịp chắc là cho thầy. Số cũng chưa xong đâu, mình còn dành buổi số. Nhớ là cứ tạm thời là cứ một buổi làm đề đã. Còn thầy sẽ dành thời gian để ôn tầm mất tầm 2 buổi để thầy ôn tập lớp 11 cho mấy đứa nữa. Một buổi hoặc 2 buổi tùy vào thời gian đấy không? Để ôn tập lớp 11 cho nhớ. Nhớ là bài toán tham số là có dấu bằng không như thủy nha. Nhớ là thầy cái đấy. Bài toán tham số thầy dạy rồi, được phép bằng không, không sao cả. Nó chỉ không bằng không khi có dạng là bậc nhất trên bậc nhất thôi. Còn những bài toán tham số thì được phép nhỏ bằng không, có dấu bằng. Hiểu chưa? Rồi. Bắt đầu từ sang những câu khó nhé. Ở đây mình có 4 câu khó rồi. 4 câu khó rồi. Cố gắng cho làm tương tự. Thế làm ngược dần đi. Câu 49. Câu 49. Ok, câu này có ai nhà làm được không? Dạo này thì chưa dạy. Câu 49. Nghe nhá, ở đây mục tiêu này các bạn, mục tiêu nhá. Đối với những bài cứ nói lại này, mục tiêu, phải hiểu mục tiêu trước. Mục tiêu là đưa cái vế trái về dạng là cái gì đấy. Đó à. Mục tiêu là vậy. Biến đổi cái vế trái thành cái gì đấy đạo hàm, rồi khi đó mình sẽ lấy nguyên hàm hai vế lên. Lấy nguyên hàm hai vế. Hiểu chưa? Rồi. Thì bây giờ nhá. Cái dạng tổng quát này các bạn ghi thì dạng tổng quát rồi cho bạn tự ngồi làm xem được không? Dạng tổng quát là dạng là f phẩy x cộng với cả cái ux nhân fx. Đấy. Tức là fx là cần tìm nhá. Bằng vx ở trong đó cái ux vx là cho trước. Thì dạng này mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ nhân hai vế cho e mũ nguyên hàm của cái ux. Nhớ nhá. Việc chứng minh thì để các bạn tự về nhà chứng minh thử xem làm được không. Thì khi đó suy ra ngay cái vế trái mình sẽ viết thành như sau, mình sẽ viết thành fx nhân với cả e mũ nguyên hàm của ux tất cả phẩy. Việc chứng minh về các bạn tự làm nhé. Còn cái vế phải nó sẽ là vx nhân e mũ nguyên hàm của em ux đấy. Được chưa? Nhớ phải có dạng này nhá. Đóng khung thầy cái công thức này vào. Dạng này thầy lúc đấy thì dạng lên mà thôi. Đóng khung thầy cái này vào. Vậy cho thầy biết, chắc thầy biết nha. Bài này mình sẽ nhân cả hai vế cho cái gì? Đối với câu 49, mình sẽ nhân cả hai vế cho cái gì? Chắc thầy biết nào? Chắc đây.
Nhân cả hai về về cái gì? Nhớ là e mũ nguyên hàm của u x. Ở đây mình xem là u nó là cái gì? Ở này á, u mình là cái gì? À. Có ai nhìn ra chưa? Nhân với cái gì? Nhân cả hai vế cho cái gì? Chắc có thể biết rồi. Không thích thôi. Cụ thể đây Dương, cụ thể nguyên hàm của nó bằng cái gì? Tính nguyên hàm nó bằng cái gì ấy? Ok, điều này nhá. Theo lý thuyết đúng không? Mình sẽ làm gì? À, nhân hai vế cho e mũ nguyên hàm của một đấy. Vì sao đây này? Hệ số f là một mà. Đúng chưa nhỉ? Bằng e mũ x chưa? Vậy khi đó cái này tương đương gì? Tương vì sao nhé? Vì sao cái vế trái là cái này này? Tức là e mũ x nhìn f phải x không? Cộng f x nhìn này mũ x bằng x nhìn này mũ x. Các bạn nhìn nhé, đây có đoạn này. Đây là u phẩy v này, u phẩy v này cộng v phẩy u này. Đấy, u phẩy v cộng v phẩy u mà một x còn gì nữa. Vậy cái tương đương này gì? Tương đương này sẽ là f x u phẩy v bằng e, ngon chưa? Vậy thầy lấy ở đây, ok, thầy dùng xấp xỉ cho anh đi. Người ta cho f1, người ta hỏi f2, vậy mình lấy tích phân lên, lấy tích phân từ 1 đến 2 của fx nhân mx phẩy đúng bằng là gì đây? Đúng bằng là e tích phân từ 1 đến 2 của e mũ x nhân x à. Cái vế phải thì ok rồi nhá. Cái vế trái các bạn hiểu này. À, nguyên hàm của cái g phẩy x dx nó bằng g x à, còn nhớ nào không? Vậy cái sẽ bằng là gì? Sẽ là fx nhân e mũ x cộng từ bao nhiêu? Cộng từ 1 đến 2 bằng gì nhỉ? Bằng cái gì đây? Múa cột cho thầy nhá. Múa cột cho thầy nó sẽ là e mũ x nhân x trừ e mũ x, múa cột đúng không? Cận từ 1 đến e, 1 đến 2. Chưa thay số vào tức là mình có ngay là f2 nhân e mũ 2 trừ f1 nhân e mũ 1 bằng 2. Thay 2 vào thì là e mũ 2, thay 1 vào thì là hết. Được chưa nhỉ? Vậy mình có ngay là f2 nhân e mũ 2 trừ đi mấy? F1 đề bài cho làm e rồi, trừ đi e mũ 2 bằng e mũ 2. Tức là mình có F2 bao nhiêu? F2 bằng 2. Được chưa nhỉ? F2 bằng 2 bác sử đi. Rồi, thầy cho 2 phút ngắm lại cái này. Ừ, thao tác nào chưa hiểu thì hỏi thầy luôn. 2 phút.
Nhìn đi nhá, lát thầy cho bài tin tự định là. Nhi nghe hiểu bài này được không? Lý thuyết là như vậy. Giang. Phương A3. Nhớ nhá là phải có dạng là f phẩy nó chỉ đứng một mình thôi, ok, nó chỉ đứng một mình thôi nhá, hiểu chưa? Là thế câu ví dụ tương tự nhá, bài tương tự nào, mình phải biết nhân này cái gì, bài toán tương tự, tức là phải cho x nhân f phẩy x trừ đi fx bằng 2x. Rồi, câu hỏi sẽ tìm. Ok. Tìm được fx rồi thì mình suy ra những bài toán cùng do họ hỏi thôi. Mà xem bài này nhân là cái gì? Nhớ dạng tổng quát f phẩy nó chỉ đúng một mình thôi. Cái u là cái nhân là fx. Để xem nhá. Để cho 2 phút nghĩ thử xem nào. Chat cho thầy biết mình nhân là cái gì nhá. Nhân là cái gì? Nhân là cái gì? Hai căn nick lên nick ở dòng sạn đi nhỉ? Các bạn khác à? Chưa đúng đâu. Như kiểu như vậy. Không phải trừ đấy, nhớ là E mũ nguyên hàm. Câu hỏi là E mũ nguyên hàm nhá. Không phải là nguyên hàm. E mũ nguyên hàm. Cẩn thận. Các bạn làm lại cho thầy đi. Cụ thể là bao nhiêu hả Nhi? Bỏ chị đi nhá. Làm bài toán này bỏ chị cho thầy đi. Bỏ chị đi, không phải chị đâu. Cụ thể là bao nhiêu? Chưa đúng. Chưa đúng, chưa đúng. Nào, đầu tiên nhá. Đầu tiên này. Đầu tiên đúng không? Mình phải chia x đi. Trừ đi 1 trên x nhân fx bằng 2. À.
Thằng này này, thằng này là U không? U chưa? Vậy mình nhân cái gì? Nhân hai vế cho gì đây? Cho e mũ nguyên hàm của trừ 1 trên x. Nhớ trừ 1 trên x là U nhá. Đấy, đúng không nhỉ? Sẽ bằng là e mũ trừ len x. E mũ trừ len x sẽ bằng là x mũ trừ 1. Tức là phải nhân 2 vế 1 trên x nha. Vậy khi đó cái sao? Cái sao sẽ là gì? F phẩy x trừ 1 trên x bình nhân f x bằng 2 trên x. Tương đương ngay cái vế trái là u phẩy v sẽ bằng f x nhân với 1 trên x phẩy. Không tin các bạn phẩy ra mà xem. Đây này, u phẩy này trên x là sao đây? U phẩy v này, đây là đúng là u phẩy, đây là cái này đúng là u phẩy v chưa? Trừ đi v phẩy đúng là trừ 1 trên x bình bằng v, v phải u không? Đấy, bằng 2 trên x. Hay mình có ngay là gì nhỉ? Là nguyên hàm lên, nguyên hàm của fx nhân 1 trên x. Đấy, nó bằng nguyên hàm của 2 trên x. Đấy, đúng không? Nó bằng là 2 len của x. Bỏ chị cho thầy nhá, không sao cả. Vậy mình có ngay là fx nhân 1 trên x bằng 2 len của x cộng c. Vậy tức là mình có x cộng fx cộng bao nhiêu? Bằng 2x len x cộng c. Ok. Hiểu chưa? Hiểu hiểu cách làm chưa nhỉ? Nhớ là khi gặp bài toán mà nó chỉ có f phẩy và chỉ có f thôi ấy, thì ok, mừng thầm trong đầu rồi. À, bảo tao có dạng trong đầu rồi, ok không? Chỉ được quẩy thôi. Hiểu chưa? Bài tập tương tự trong phiếu tích phân của thầy ấy, tích phân hàm ẩn ấy, hay nguyên hàm ẩn ấy. Bài tập tương tự các bạn lôi cho thầy cái phiếu ấy ra, ngồi làm xem là bài nào rơi vào dạng đấy để mình làm. Phần tích phân hàm ẩn hay là nguyên hàm của hàm ẩn ấy. Được chưa? Lôi cái phiếu ra làm cho thầy nhé. Ok, ok chưa? Rồi, Trang cá nghe hiểu không? Thầy chữa thì nhanh nhưng mà thầy muốn chúng mày hiểu thì sẽ lâu hơn thôi. Quan trọng là các bạn hiểu rồi thì phải làm được cho thầy bài tương tự. Thì đấy mới gọi là hiểu. Ok không nhỉ? Thầy sẽ cố gắng cho bài tương tự nhé. Câu 48, câu này câu khó đấy. Câu này không dễ đâu. Tất nhiên là trên mạng có rất nhiều cách giải nhanh, nhưng mà chúng ta đọc chúng ta chả hiểu cái gì đâu. Đảm bảo là vậy. Thầy sẽ tiếp cận bằng cách tự nhiên nhất nha. Thầy sẽ cố gắng là bài này có 3 cách làm, 3 cách cơ. Nhưng mà hai cách kia nó phải cần có một chút cái kiến thức nền ý. Nhưng mà chúng mày không phải nhớ cái đấy. Mình sẽ tiếp cận một cách tự nhiên nhất thôi. Người ta cho cái gì mình làm cái đấy. Hết sức tự nhiên thôi nhé. Thì bây giờ nghe này, thầy sẽ fx đi, fx nó bằng là 2 mũ x cộng 3 mũ x trừ 2x trừ 2 lớn bằng 0. Bây giờ nhá, cái này đố bạn biết, muốn thằng này lớn hơn bằng 0 với mũ x trừ r thì tức là mình phải có điều gì? Max hay min của nó lớn bằng 0 theo mấy đứa? Muốn fx lớn bằng 0 thì mình sẽ có là tương tự thôi, max hay min lớn bằng 0. Max hay min lớn bằng 0 nhỉ? Đúng rồi. Muốn thằng này bé lớn bằng 0 thì phải thằng bé nhất đã dương rồi thì tất cả những thằng còn lại đã dương.
Ok không nhỉ? Đấy thì tương đương ngay nhá. Tương đương ngay là mình có min của fx x từ r phải lớn bằng 0. Được chưa? Bây giờ nhá, mình nháp này. À, thằng này rất đặc biệt, 2 mũ x, 3 mũ x vào số 2, nhạy cảm chưa? Mình thử nhá. Mình có f0 lớn bằng 0. Bằng 0 chưa? Ok. Rồi thì bây giờ mình làm kiểu gì? Nghe này. Muốn tìm min của fx thì đơn giản thôi, mình phải bảng biến thiên. Đạo hàm đúng không? Bây giờ đạo hàm nhé. Nào, mình có f(x) bằng bao nhiêu? Sẽ là len 2 nhân 2 mũ x cộng len 3 nhân 3 mũ x trừ a. À, thằng này không giải được, thằng này không giải được cái gì cả. Vì có a. f(x) không làm ăn được gì thì mình thử sức f(x). À, sẽ bằng là len 2 bình cộng len 3 bình nhân 3 mũ x. À, thằng này luôn dương chưa? Chuẩn không? F(x) luôn dương, vậy suy ra ngay f(x) bằng 0. Nó có tối đa 1 triệu. Hiểu không đấy? F(x) bằng 0. Có nhớ định lý không? F(x) mà có n nghiệm thì fx có tối đa n cộng 1 nghiệm. Không biết mày nó còn nhớ định lý không nhỉ? Định lý mình sẽ lại vở cho thầy. Thì f(x) vô nghiệm thì f(x) có tối đa 1 nghiệm, nhớ thầy từ tối đa nhé. Tức là mình có hai khả năng, hoặc là vô nghiệm hoặc là 1 nghiệm. Đúng không? Thì đây mình xét trường hợp 1 nhé. Trường hợp 1 là f(x) bằng 0 vô nghiệm. Tức là suy ra ngay f(x) luôn dương hoặc f(x) luôn âm. Thầy chỉ làm cho trường hợp luôn dương thôi, trường hợp luôn âm mình làm tương tự. Với trường hợp fx f(x) luôn dương nhé, thì mình có bảng biến thiên như sau. X và fx. À, luôn dương chưa? Vậy đi lên chưa? Đi lên nào. Âm vô cùng, dương vô cùng. Mình vừa nhẩm rồi. F tại 0 thì bằng 0. Vậy đố các bạn biết trường hợp này lấy loại. Trường hợp này lấy loại nhỉ? Rồi mình đã biết lấy loại. Nào, cứ nói suy nghĩ của mình thôi. Sao mình lấy loại? Tôi chưa hiểu ý Tuấn Anh lắm. Nào, sao dương với sao loại nhỉ? Nói thử xem nào. Nó không đổi dấu à? Không phải không đổi dấu thì chả liên quan gì cả. Không đổi dấu không liên quan gì. Linh nói thử xem nào. Linh nói thử xem nào. Bài nó bảo là phải có tâm nghiệm R. Thì cái này thì sao? Cái này thì sao? Cái này vì sao tâm nghiệm không phải R hả Linh? Nói thử xem nào. F0 bằng 0 nghĩa là x nhỏ hơn 0 là loại. Ừ, chưa chắc là loại đâu, nhưng mà nói kỹ hơn về sao x nhỏ không là loại đi, là chưa hiểu chuyện gì lắm. Vì sao? Giải thích cho các bạn nghe nào. Có vẻ là nghi hiểu nhưng mà dễ là chưa chuẩn lắm. Vì sao x nhỏ không phải loại? Nào, nghe thầy nói một chút nhá. Có phải là đồ thị mình đi lên không? Không phân, bây giờ thầy hỏi này. Cái nhánh thầy tô màu đỏ này, nhánh màu đỏ này nó mang dấu là dấu gì? Cái nhánh màu đỏ thầy đang tô dấu là dấu gì? Nam đúng rồi.
Cái nhánh màu đỏ là dấu gì mà nhớ nhỉ? Cái nhánh màu đỏ theo tôi là dấu gì? Đúng rồi. Dấu ở đây là dấu âm. Vì sao đây này? Đồ thị đang đi lên đúng không? Tại không thì nó bằng không nhá. Thật ra thì cái số 0 này nó là tượng trưng thôi. Mình quan trọng là giá trị của nó bằng không này này. Tại không bằng không chưa? Hiểu vấn đề không nhỉ? Thì rõ ràng là ở màu đỏ này đúng không? Là nó nằm dưới số 0 chưa? Đúng không nhỉ? Thì giá trị là âm chứ. Mấy yêu cầu của mình là nó phải dương cơ. Vậy phải loại. Cái này vì sao? Cái này loại. Đơn giản giải thích. Đơn giản thôi. Như Nam nói đấy. Loại. Vì sao? Loại vì x. Vì sao nhỉ? Vì x nhỏ hơn 0 thì fx âm. Mình cần nó luôn dương. Ok. Mở rõ ràng là trong mảng biến thiên này x âm thì nó âm. Không được. Vứt. Thế sang trường hợp 2 nhé. Trường hợp 2. Thế sang trường hợp 2. Dương nghe hiểu chưa Dương? Rồi. Trường hợp 2 là f'x bằng 0. Có một nhiệm là x0 đi. Thì giả sử x0 nhé. Giả sử x0 thôi. À thì khi đó cái bảng biến thiên sẽ như sau. X, f'x và f'x. Đây, đây bảng biến thiên đây. Đây là âm vô cùng, đây là dương vô cùng. X0. Đây là âm dương. Âm dương vì sao? Vì sao nhỉ? Vì các bạn hiểu này, cái A này chỉ là một số thôi. X càng to, x ra dương vô cùng thì lim này ra dương vô cùng chưa? Hiểu vấn đề không? Cái A này chỉ là một số cố định thôi, các bạn hiểu ạ? Hiểu vấn đề không? Mà lim thằng này ra dương vô cùng này, nó ra dương vô cùng đấy. Nên là dương âm là như vậy. Với trường hợp này thì sẽ là đi xuống. Nào bây giờ thầy hỏi nhé. Trong bảng biến thiên này, vậy min là bao nhiêu? Bằng gì? Min của fx bằng f tại đâu nhỉ? Bằng f ở đâu? Min của fx bằng f ở đâu? Nhìn bảng biến thiên thôi, nhìn thấy ngay min. Min tại đâu? Đúng rồi, min tại x0. À, bây giờ nhá, nghe này. Mình phải bám vào cái này này. Mình có f0 bằng 0 đúng không? Số 0 là số màu vàng nhá. Vậy theo mấy đứa, 0 sẽ rơi vào vị trí nào? Vị trí ở đây. Vị trí ở đây. Hay là vị trí ở đây? Nào, theo mấy đứa, 0 sẽ rơi vào vị trí nào? 1, 2, 2, 3. Từ trái sang phải. Số 0 sẽ phải rơi vào vị trí nào? Thử suy luận đi. Thế là số 0 mới rơi vào vị trí nào nhỉ? Suy luận nhá, để xem nó thỏa mãn không. Nhớ là f tại 0 bằng 0. Tuấn Anh không đúng. Nào, theo mấy đứa suy luận. Số 0 thì chỉ có 3 vị trí thôi. Nhỏ hơn, bằng và lớn hơn. Vậy số 0. Vậy các bạn theo số 0 phải ở vị trí nào? Quỳnh chưa đúng. Mà bây giờ nhá. Nghe này. Các bạn chọn lớn hơn đúng không? Thế giả sử nhá. Giả sử đi. Giả sử là không ở vị trí này. Thì các bạn nhìn cho thầy này. Thì bạn nhìn cho thầy nhá. Dóng xuống. Đây là không đúng không? Các bạn thỏa mãn không? Cái đấy trở về loại. Loại vì sao nhỉ? Vì đây này. Vì cái nhánh này này. Nhánh này của thầy ấy. Nhánh này là nhỏ hơn không chưa? Vứt. Vẫn có phần lớn hơn không? Vẫn có phần nhỏ hơn không mà. Mình cần là luôn dương cơ. Mà rõ ràng là nếu mà không ở vị trí này nhá,
thì vẫn còn một nhánh nhỏ ở đây này, nhỏ hơn không này, không được. Vậy không phải ở vị trí nào nhỉ? Vậy không phải ở đâu? Vậy không phải ở đâu nhỉ? Có hiểu sao loại không? Vậy không phải ở đâu? Đúng rồi. Vậy suy ra ngay. Đây này, số 0 phải ở vị trí này. Vì sao? Vì ta đây bằng 0 này. Đấy. Nếu mà không ở vị trí x0 nhá, thì có phải min bằng 0 không? Vì f không bằng 0 mà. Đấy. Vậy suy ra ngay. Cái này phải lớn bằng 0 chưa? Suy ra ngay x không bằng 0 rồi. Đúng không? X không bằng 0 thì khắc quái là bảo là phương trình đạo hàm bằng 0 ấy. Có nhiệm là 0. Vậy suy ra ngay là f tại phẩy tại 0 phải bằng 0 chưa? Mới f phẩy đâu? F phẩy đây. Hay tương đương ngay là gì? Là len 2 nhân 2 mũ 0 cộng len 3 nhân 3 mũ 0 trừ A bằng 0. Vậy mình có A bằng bao nhiêu? Bằng len 2 cộng len 3. Xấp xỉ bao nhiêu mấy đứa nhỉ? Xấp xỉ bao nhiêu? Xấp xỉ bao nhiêu đây? Xấp xỉ 1,8. Vậy đáp số gì nhỉ? Đáp số A. Bài này khá hay đấy. Thầy cho một chút thời gian các bạn ngồi ngẫm lại. Ngồi ngẫm lại. Xem có hiểu được không? Để cho 2 phút đọc lại nhé. Cách này là cách dài nhất nhưng mà cũng là cách tự nhiên nhất. Tự nhiên thì kiểu suy luận của mình ấy. Mấy cách kia là dùng kiến thức nó kiểu hơi nâng cao một tí thì mình không nói. Cách này thì không bảo là cách này là cách dài, thì nó thẳng đây là cách dài. Nhưng mà bù lại đây là cách tự nhiên nhất. Tức là mình sẽ tiếp cận như vậy. Đọc một tí xem có hiểu không? Chưa hiểu chỗ nào cứ hỏi nhé, cứ hỏi nhiệt tình. Thầy ơi, thầy. Ừ. Sao thầy biết F không bằng không? Đây thầy vừa nói cái chỗ nhạy cảm này, nhạy cảm này Ngọc. 2 mũ x, 3 mũ x là số 2 đúng không? Với x bằng 0 thì 2 mũ 0 là 1 mà. Đấy. Ngọc hiểu không? Cái nhạy cảm cái này này. Tức là thầy thử xem là cái phương trình này có nhiệm đẹp hay không? Muốn có nhiệm đẹp thì phải triệt tiêu A. Ngọc hiểu ý không? Muốn triệt tiêu A thì chữ x bằng 0 thôi. Hiểu thầy không nhỉ? Vâng ạ. Cứ hỏi nha, ngẫm đi, ngẫm một chút thì thầy cho 2-3 phút ngẫm. Chưa hiểu hẳn đâu. Các thầy cho bài tương tự các bạn về tự làm. Thông thường cái phản xạ của thầy là thầy nhẩm xem là a à, thằng này có nhiệm không? Và mình sẽ xoay quanh cái nhiệm đấy thôi. Ý đây là vậy. Xem này có nhiệm không? Có câu hỏi thì cứ hỏi nha. Có câu hỏi gì được không? Khánh Linh nghe hiểu chứ? Quỳnh nghe hiểu bài này không?
Tường, nghe được không nhỉ? Tường nhỉ? Thôi thôi, ngấm nha. Thầy càng nói chúng ta sẽ càng loạn thôi. Quan trọng là phải ngấm. Ngấm mà xem lại video. Thầy chia các trường hợp. Bài tương tự các bạn về nhà làm nhé. Mình không đủ thời gian để làm ở đây đâu. Cho bài tương tự các bạn về nhà làm. Bài toán tương tự. Tức là cho các phương trình 3 mũ x cộng 4 mũ x lớn hơn bằng ax cộng 7 trừ a. Rồi, tìm a để bắt phương trình đúng với mọi x của r. Suy nghĩ thử bài này nhá, tương tự ở nhà thôi. Suy nghĩ thử một chút. Hiểu được không? Rồi. Bây giờ sang bài tiếp theo. Chép cho thầy đi. Câu 47. Không đủ thời gian làm ở đây thì bạn về nhà làm cho thầy. Thầy cho đáp án. Câu 47. Câu này khá khó. Thế không phải câu này dễ, câu này khá khó. Câu này nhá, nếu mà các bạn cô lập mờ ấy thì xin lỗi cuộc đời luôn, là cái đạo hàm nó khó kinh khủng. Mở đạo hàm xong ấy mình giải nhiệm kiểu gì, nó cực khó đúng không? Cô lập mờ được, ok, nhưng mà sau khi cô lập mờ xong ấy thì mình đạo hàm thì có ối giời ơi luôn thôi, chịu chịu không làm được đạo hàm đâu. Vậy trong đầu mình khi mà những bài toán cô lập mờ ấy nó phức tạp quá thì mình sẽ làm cách khác, đúng không nhỉ? Thì để ý cho thầy nhé, để cho thầy này, cái thằng căn này này, thằng x cộng 4 nhân căn của x bình cộng 2 là bất di bất dịch rồi, không thể sơ mũ được gì nó rồi, chắc như đinh đóng cột rồi. Vậy mình sẽ cố gắng biến đổi cái thằng này, biến đổi cái bên vế phải theo cái vế trái. Thì biến đổi như thế nào? Thì nghe biến đổi nhé thầy, một chút cảm giác thôi. Cái m bằng x cộng 4, nghe này, số 8 nó có liên hệ với x cộng 4 không? Có đấy. Vì sao? Vì x cộng 4 bình phương lên nhá. X cộng 4 bình phương lên thì có 8x chưa? Vậy thầy sẽ viết thành như sau. Sẽ viết thành là x cộng 4 tất cả bình. Vì sao thì đây, x cộng 4 bình. Thì viết chậm một chút đi, viết chậm cho bạn nhìn đi. Cái này sẽ bằng là gì nhỉ? X bình cộng 8x cộng 16. Mục tiêu của thầy là cái này. Thằng này nó sẽ liên hệ với x cộng 4. 8x cái này, còn mấu chốt của thầy là cái 8x này. Hiểu chưa? Cộng với gì? Dư sẽ là 3 nhân với cả. À, dư sẽ là 4. Nhân x bình cộng 2 không? Nó sẽ bằng là x cộng 4 tất cả bình cộng với cả x bình x cộng với cả x 4 nhân với cả x bình cộng 2. Bây giờ nhá, nếu thầy đặt cho dễ nhìn đi, đặt a bằng x cộng 4, b bằng căn của x bình cộng 2, nhớ b dương rồi. Vậy khi đó cái phương trình nó sẽ là gì mấy đứa nhỉ? M lần của ab không, bằng a bình cộng 4b bình không? Được chưa? Đến đây nhá, phương trình này là phương trình đẳng cấp, còn nhớ không? Bậc 2 chia b bình. Vì sao thầy chia b bình? Vì hai lý do. Một, nó là đẳng cấp bậc 2. Lý do thứ hai là b dương khác không, đỡ phải chia trường hợp nhiều. Tức là phương trình nó sẽ là gì? M nhân với cả a phần b bằng a phần b tất cả bình cộng 4. À, đặt tiếp t phát nữa đi, nhìn đặt t bằng a trên b. Thật ra thì đặt AB cho bạn dễ nhìn thôi. Vậy là sẽ là MT
bằng t bình cộng 4. Tức là mình có m bằng gì? Bằng t cộng 4 trên t. Điều kiện t khác không? Ok. Cái vấn đề ở đây là bảng biến thiên của ft xong rồi. Mình quan tâm là với t bằng a trên b thì câu hỏi là t thuộc cái khoảng nào? Với t là a trên b đúng mình quan tâm là t thuộc khoảng nào là xong cái gì? Thì bây giờ nhá. Mình tìm ở đây nào. T bằng a phần b này bằng x cộng 4 chia căn của x bình cộng 2 không? Vậy mình có t phẩy là bao nhiêu? U phẩy v trừ đi v phẩy u trên cho v bình sẽ bằng là, rút gọn lại cho thầy, sẽ bằng là 2 trừ 4x. Các bạn tự rút gọn nha, thầy làm nháp thôi, thầy làm tắt một chút. Bằng 0, tức là x bằng bao nhiêu? X bằng 1 phần 2. Vậy mình có bảng biến thiên x t phẩy t. Thầy làm tắt một số thao tác đi nhá, những cái bước rút gọn ấy thầy là thầy làm tắt một tí. Các bạn tự về nhà xem kiểm tra lại. Thầy nhầm kết quả là vậy. Được chưa? Đây là âm vô cùng, đây là dương vô cùng. Đây là số 1 phần 2. Không, đây là dương âm, vậy đi lên, đi xuống. À, bấm lim nhá. Bấm lim này, tại âm vô cùng thì t là trừ 1, tiệm cận đấy. Tại 1 phần 2 là bao nhiêu nhỉ? 9 phần 2 chia cho 3 phần 2 là 3. Tại dương vô cùng là 1, tức là mình có t thuộc từ trừ 1 đến 3. Hiểu chưa? Bây giờ nhận xét nhé, nhận xét quan trọng này, nhận xét quan trọng. Thầy minh họa ra ngoài đi. Thầy minh họa ra ngoài nhé, cái t này. Đây cái t đây. Từ trừ 1 lên 3 lại xuống 1. Nhớ là không để dấu bằng nhé. Tại trừ 1 và 1 không để dấu bằng. Bây giờ nhận xét nhé, nhận xét. Nhớ cái bài toán mà dịch đề không? Nhận xét này. Với t bằng 3 và t thuộc cái khoảng từ trừ 1 đến 1 thì 1t cho mấy x? 1t cho mấy x? Chat cho thầy biết nè. 1t cho mấy x? Một t cho mấy x nhỉ? Một t cho mấy x đúng rồi, đây này, đây này, đây đấy đúng không, thì một t cho mấy x thôi, một x được chưa. Còn với t mà thuộc cái 1 đến 3 thì 1t cho mấy x nhỉ? Với t thuộc từ khoảng từ 1 đến 3 thì 1t nhả cho mình mấy t cho mấy x? Đúng rồi, 1t cho 2x. Vì sao đây này? Hiểu chưa? Cho hai nghiệm rồi. Bây giờ nhá, mình có khoảng của t rồi, mình có nhận xét rồi, bây giờ bảng biến thiên của t thôi. Mình có f phẩy t nào. F phẩy t bao nhiêu? Bằng 1 trừ 4 trên t bình bằng 0. Tức là mình có ngay t bằng cộng trừ 2. Hiểu chưa? Bảng biến thiên nhanh nhé, thầy làm tắt bảng biến thiên nhanh. Đây là t f phẩy t. Rồi cái kỹ năng bảng biến thiên là quan trọng, nhớ là ở đây nhá t phải khác không mấy đứa ạ, t phải khác không. Vậy đây là trừ 1 này, đây là số 0, đây là số 2, đây là số 3. Không xác định.
Không, xét dấu cho thầy sẽ là âm âm dương, được chưa? Đi xuống, đi xuống và đi lên. Nào tính các đầu mút nào. Tại đây, tại t bằng trừ một, tại t bằng trừ một, thay vào đây cho thầy, t bằng trừ một thì nó là trừ năm. Cái đấy âm vô cùng, đây là dương vô cùng. Tại t bằng 2 nó là 4. Tại t bằng 3 nó là bao nhiêu hả? Tại t bằng 3 là bao nhiêu nhỉ? 3 cộng 4 phần 3 là 13 phần 3. À, tức là mình có hai nhánh nhé. Mình có hai nhánh này. Mình có hai nhánh. Thì vẽ ra đây. Nhánh 1 là từ trừ 5 xuống âm vô cùng. Nhánh số 2. Hai nhánh này rời nhau đúng không? Hai nhánh rời nhau nhé. Nhánh số 2 là từ dương vô cùng xuống 4. Đấy, xuống 4. Lại lên 13 phần 3. Bây giờ nhá, nghe này. Bây giờ để phương trình, thì gọi đây là phương trình 1 đi. Bây giờ nhá, để phương trình có 4 nghiệm x thì phương trình 1 nghiệm của t sẽ phải như thế nào? Quan sát giúp thầy. Để phương trình 1 có 4 nghiệm x, là phương trình ban đầu ấy có 4 nghiệm theo x thì phương trình 1 phải có nghiệm như thế nào? Có hiện như thế nào mình nhớ nha. Nào. Có như thế nào mình đấy nha. Các bạn nhìn này, 1t cho tối đa 2x. Đúng không? 1t cho tối đa 2x. Vậy phương trình theo t nhá, cũng chỉ có tối đa 2t thôi. Vậy muốn phương trình có 4 nghiệm theo x thì phương trình 1 phải có mấy nghiệm theo t nhỉ? Dịch đề phải có hai nghiệm t. Nhưng mà hai nghiệm t bất kỳ có được không? Hai nghiệm t phải thuộc bao nhiêu rồi đấy nhỉ? Hai nghiệm t phải thuộc bao nhiêu? Phải thuộc khoảng từ 1 cho đến 3. À, khoảng 1 3 đâu? Khoảng 1 3 đây, 1 ở đây. Tại 1 thì là bao nhiêu? Tại 1 thay vào ft cho thầy, tại 1 nó là 5. Tức là đây này. Tức là nhánh màu vàng đây, mình chỉ lấy nhánh màu vàng này thôi, đây là số 5 nhá. Nhánh màu vàng thôi, đấy. Rồi, vậy CM như thế nào nhỉ? Vậy CM như thế nào đấy nữa? Tức là mình chỉ quan tâm cái nhánh màu vàng thôi. Vậy khi nào cắt tại hai điểm nhỉ? Cắt tại hai điểm ở nhánh màu vàng. Khi nào cắt tại hai điểm ở nhánh màu vàng nhỉ? Khi nào mới được? Khi nào cắt tại hai điểm nhánh màu vàng? Khi nào đây? Cắt tại hai điểm nhánh màu vàng tức là như thế này. Tức là mình có là M phải thuộc cái gì? Thuộc từ 4 đến 13 phần 3. Đúng không? Cái này bằng khoảng AB. Vậy xưa mình có nghe là đề bài nó hỏi là A cộng B đúng không? Vậy mình có A cộng B bằng bao nhiêu? Kết quả sẽ bằng là 25 phần 3. Có là số 25 phần 3 không? À có. Ok nhá.
Ok mấy đứa nhỉ? Hơi khó, câu này hơi khó. Thấy không phải câu này dễ nha, câu này câu khó. Xem lại một tí đi. Các bước làm. Ok không mấy thanh niên? Ngọc nghe ở bài này là không Ngọc? Thầy học em ạ. Ừ, nghe hiểu được không? Có nhưng mà em sẽ xem lại để biết cách làm hơn chứ hiểu thôi nhưng mà em vẫn chưa. Chưa làm được đúng không? Tất nhiên rồi. Vâng. Nghe thì hiểu thôi, nghe hiểu là ok rồi đã, còn về phải ngẫm. Thầy cho bài tương tự nhá. Các bạn về ngẫm bài này đi, chứ để nghe thì chưa hiểu đâu. Bài tập tương tự. Tức là thầy cho phương trình M nhân căn của x mũ 3 cộng 1. Bằng x bình trừ 2x, x bình trừ 2x, trừ 2x cộng mấy nha. Chờ thêm một chút. Trừ đi 2. X bình trừ 2x trừ 2. Ok, câu hỏi thầy là tìm M. Phương trình có hai nhiệm. Ok. Tìm M phương trình có hai nhiệm. À, sorry nhưng là bỏ bỏ thầy trừ 2 nhé, bỏ thầy trừ 2 đi, cho thêm một chút thì nhẩm đề lại nhé. X mũ rồi bỏ thầy số 2, bỏ số trừ 2 nhé thầy. Thử sức nha, thử sức xem là được không. Tương tự thôi, được chưa nhỉ? Rồi, thế sang câu cuối cùng của đề này. Đề này chỉ có 5 câu khó thôi, 5 câu khó thôi, các câu còn lại thì các bạn làm được. Thì về sau nó chỉ thế này thôi mấy đứa ạ, về sau sẽ như thế này. Tức là thầy sẽ chữa những cái câu hỏi mà các bạn chưa làm được ở nhà, và thầy sẽ cho bài tương tự để về các bạn làm. Luyện tay xem có hiểu không. Các bạn sẽ làm và gửi cho thầy nhé. Bạn nào mà muốn điểm cao làm thầy bài tương tự và gửi cho thầy xem là có ok không. Nếu các bạn làm ok thì tốt, nếu không có thể thì gợi ý. Được chưa? Rồi tiếp tục nhé. Câu hình này câu khó đấy, câu này không dễ đâu, câu hình này khá là khó. Thầy mất một lúc thầy nhìn thầy mới ra được hướng, mới ra được hướng đẹp, chứ câu hình này không dễ tí nào đâu. Mấy câu tỉ số này thì nó khó, thầy cho hướng thôi để các bạn triển khai nốt. Thầy sẽ hình to to một chút ra cho mọi người dễ nhìn. S A B GE là trọng tâm của SAB và SBC. À, dù giao tuyến SB rồi, vậy thì sẽ vẽ. Thì vẽ trọng tâm cùng một điểm đi.
Ngờ. Đây là cái gì? Đây là M, trung điểm M đi. Trung điểm M nhá. Rồi ok. Đây là gì đây? G đâu? Đây là G đây. G đây. Đây là E đây. Rồi. N là trung điểm của BC. Nó bảo tính V cái gì? Khó nhìn đúng không? V của AGN này. Ok. Nhớ định lý Simpson, bài này nó cho các dữ kiện này để mình tính V to thôi. Ok nhỉ, V của G M. Ok, khó đấy, câu này câu khó đấy, không dễ đâu. Tỉ số các bạn nhìn khéo thì làm nhanh, mà không khéo thì làm lâu. Bây giờ thì nhớ lại xin sơ một chút nhé, nhớ lại tỉ số diện tích này. Các bạn nhớ lại một chút ở đây thôi. Mình viết ra đây. Đây là S, A, B, C. Đây là A phẩy. Đây là B phẩy. Đây là C phẩy. Thì mình có là V phẩy trên V còn nhớ không? Bằng SA phẩy trên SA nhân SB phẩy trên SB nhân SC phẩy trên SC. Ok, thì là công thức Simpson nhé, cậu nhớ cho thầy. Cái V to đùng thì các bạn tự tính được. Thì bạn nhìn thầy nhé. Cái V đỉnh là A, đáy là EGN. Nó sẽ tỉ số với cái gì? Thầy gọi M là trung điểm của BC thì mình sẽ có là V đỉnh là A, đấy là GN. Tôi sẽ lấy tỉ số với cái gì? Lấy tỉ số với V đỉnh là A, đấy là MN. Vì sao lại thế? Vì nhìn này, AG kéo dài thành AM mà. Các bạn hiểu không? AG kéo dài thành AM mà. AE vẫn là chính nó, AN vẫn là chính nó. Ok. Cái này sẽ bằng là gì thôi? Nó chỉ bằng là AG trên AM thôi. Vì trong trường hợp này là hai cái đỉnh N trùng nhau rồi, bằng 2 phần 3. Tức là mình suy ra ngay cho thầy là mình có V đỉnh là A, đấy là GN, bằng 2 phần 3 lần V đỉnh là EA, đấy là MN. Quan trọng là cái V này này, mình coi ra là cái V này này nó bằng bao lần lần V to là xong. Đúng không? Thì bây giờ nhá. Bây giờ quan sát cái V đỉnh là A, đấy là MN. Mặt phẳng MN mà phẳng này này. Rõ ràng là nó thuộc mặt phẳng SBC không? Nó bằng 1 phần 3 lần khoảng cách từ A đến SBC. Đấy, MN đi. MN vẫn là SBC của mấy đứa. Nhân với cả diện tích của MN. V đỉnh là A là V to đấy, đấy là SBC. Thầy coi xoay đỉnh. Thầy xoay đỉnh ấy, còn nhớ cho xoay đỉnh không? SBC nhân diện tích của SBC. Đấy, vậy thầy chia đi, thầy chia đi, vậy chia đi. Vậy suy ra ngay. V đỉnh là A, đấy là MN. Chia cho V đỉnh là A, đấy là SBC. Nó sẽ bằng là gì? Khoảng cách bằng nhau. Vì sao? Vì MN cũng là SBC, đúng không nhỉ? Vậy bằng diện tích của MN. Chia cho diện tích của SBC. Ok, bây giờ nhớ lại một chút về tỉ số diện tích. Nhớ lại một chút về tỉ số diện tích. Nếu hai tam giác thì thế này. Đây là A, BC. Trên này thì lấy hai điểm. B phẩy C phẩy. Nhớ nhá. Thì mình có ngay là
diện tích của a b phẩy c phẩy chia diện tích của a b c nó bằng là a b phẩy chia a b nhân a c phẩy chia a c, hiểu không? Đó, bây giờ nhé, mình quan tâm là cái MN bằng bao nhiêu cái FBC. Mình sẽ làm rất từ từ thôi. Đầu tiên nhé, các bạn thấy cái tam giác MN nó nằm trong tam giác nào? Cái MN nằm trong tam giác nào vậy đấy nhỉ? Giác nhỏ nào ấy? Không phải MBC, không phải. To quá, MBC vẫn chưa có tỷ lệ ngay đâu, vẫn chưa có tỷ lệ, nhỏ hơn đi. Đúng rồi, thì mình có nhá, mình có MN nằm trong MNC không? Vậy mình có diện tích của MN bằng MNC bằng bao nhiêu? Đây này, trung đỉnh là M chưa? Mình có ME trên MC là 1 phần 3, N trùng nhau rồi, vậy 1 phần 3. Ok, 1 phần 3 để nguyên nhé. Cái MNC nằm trong tam giác nào? Cái MNC nằm trong tam giác nào vậy đấy nhỉ? Đúng rồi, MNC nằm trong MBC. M rõ ràng là M là trung điểm chưa? Vậy tức là MNC bằng một nửa, 1 phần 2 là MBC. Ok, 1 phần 6 này, MBC là con của tam giác nào? MBC là con tam giác nào? Đúng rồi, là con của SBC chưa? M rõ ràng, M là trung điểm của gì? M là trung điểm của thằng SB, vậy sẽ là 1 phần 2. Vậy tổng kết lại là sẽ bằng 1 phần 12 SBC. Đúng chưa? Vậy suy ra ngay nhá. Vậy tức là tỷ số là bao nhiêu? Tỷ số này của thầy sẽ là 1 phần 12. Hiểu không? Vậy suy ra ngay. Mình có V đỉnh là A, đấy là GN, bằng bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 2 phần 3 này, nhân với cả gì đây? VMN bằng 1 phần 12 tiếp của V to. Rút gọn như thế sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? 1 phần 18 V to. Xong. MV to các bạn về tự làm cho thầy là được. V to tính ngay đúng không? V to là bao nhiêu nhỉ? Bằng bao nhiêu? 1 phần 18 này. V to là 1 phần 3 nhân với chiều cao là 2 nhân với căn 3 trên 4. Đấy, các bạn tập nước bằng bao nhiêu? Căn 3 trên 6 vậy sẽ bằng căn 3 phần 1 đinh 8. Mắt số. Đây. Về ngẫm cho thầy lại cái bài này nhé. Bài này khá là hay. Tức là mình chọn tỷ số khéo thì làm rất là dễ. Được chưa nhỉ? Về các bạn ngẫm cho thầy bài này nhé. Ok chưa? Hơi lú tí, Thu Thảo nghe hiểu được không? Hơi dài. U Nam ok chứ? Rồi, thế thôi. Thầy chào cả lớp, mình ăn cơm đi không muộn. Nhớ xem lại cho thầy nhé. Bye bye. Chỗ nào chưa hiểu hỏi thầy sau.